Xin chào các bạn, mình là Bùi Thạch Hãn. Hôm nay mình xin được giới thiệu các bạn cách để chụp hình sản phẩm, những vật sản phẩm của các bạn với những cái gì bạn có thể tìm thấy trong nhà, những đồ vật một cách đơn giản nhất. Về mặt thiết bị thì các bạn có thể sử dụng, không cần phải có những thiết bị quá mắc tiền. Các bạn có thể sử dụng những thiết bị mà các bạn thường sử dụng hàng ngày, ví dụ như những chiếc máy ảnh du lịch hoặc là những cái chiếc máy ảnh DSLR phổ thông mà các bạn mua rất là nhiều để mà mình chụp hình. Thì ở đây trong bài hướng dẫn này mình sẽ sử dụng một máy DSLR phổ thông của Nikon. Nikon là máy D5100 và lens kit 18-105 cùng với một bộ trigger để mình kích flash. Nhưng trong trường hợp mà các bạn sử dụng những chiếc máy ảnh du lịch như thế này, các bạn hoàn toàn có thể sử dụng những cái đèn nguồn sáng khác nhau, ví dụ những đèn LED hoặc là những cái đèn bàn LED của các bạn để sử dụng bình thường hàng ngày, để mà vì cái máy ảnh này không kích flash được cho nên các bạn có thể dùng những cái nguồn sáng đó để mà chụp ảnh. Khi mà mình chụp ảnh sản phẩm với lại cái đèn ánh đèn flash và phông trắng hoặc là phông đen hoặc là phông màu gì các bạn sử dụng thì các bạn nên sử dụng khẩu độ nhỏ, ví dụ như khoảng từ f8 tới f16, và sử dụng tốc độ thì có thể sử dụng từ 1/25 cho tới khoảng 1/100. Thì với một số cái sản phẩm nhiều chi tiết, các bạn sử dụng ở cái tốc độ chụp 1/25 nó sẽ giúp cho các bạn lên cái chi tiết của sản phẩm rõ hơn. Như các bạn thấy ở đây mình sử dụng những tờ giấy A3, rất nhiều tờ giấy A3 mình dán lại để làm một cái phông trắng cho sản phẩm của mình. Thì các bạn lưu ý là các bạn nên lưu ý rằng là cái sản phẩm của mình nên đặt ở một tờ giấy A3 suốt, không có các mép dán để lên hình nó không có hiện lên. Và cái tờ giấy A3 của mình so với bờ tường nên có một cái độ cong nhẹ như các bạn thấy đây, để không có bị một cái đường hàn động cắt ngang qua sản phẩm mình, để tạo cảm giác rất là khó chịu. Bước 1 để các bạn chụp thì các bạn nên chụp với lại nguồn sáng của mình mà không có bất kỳ thiết bị hỗ trợ nào khác. Thì như mình đã nói với các bạn là mình sử dụng đèn flash ở trên góc cao và nó phủ xuống cái sản phẩm của mình. Thì mình sẽ chụp thử để các bạn thấy cái hình ảnh khi chưa có cái hỗ trợ về ánh sáng. Thì các bạn thấy là khi mà mình chưa có hỗ trợ về mặt phát sáng thì cái hình ảnh của mình nhờ cái ánh đèn thì cái phông và sản phẩm mới tách ra được khỏi cái nền. Nhưng cái mặt trước của sản phẩm mình cực kỳ tối vì nó không có một cái ánh sáng khắc từ phía trước tới. Thì giải pháp để khắc phục chuyện đó đó là bạn sử dụng một có thể là miếng mốt hoặc là tờ giấy trắng để mà khắc ánh sáng ngược lại. Thì theo mình các bạn nên kiếm một cái miếng bìa hoặc là một cái gì đó, các bạn dán một cái tờ giấy trắng lên. Thì lúc bấy giờ cái miếng bìa khi cái ánh sáng từ ngọn đèn của mình đánh vào nó sẽ dội lại và nó sẽ làm sáng cái sản phẩm của bạn. Như các bạn thấy ở đây thì mình chọn cái setup là hai miếng hắt sáng để ở hai bên sản phẩm để mà tạo một cái ánh sáng dung hòa cho sản phẩm của mình. Thì khi ánh sáng từ đèn flash đánh vào thì nó sẽ bao phủ được cái góc sản phẩm như các bạn đã thấy vừa nãy, thì nó sẽ làm tách biệt sản phẩm và phông. Thì cái nguồn sáng này sẽ có những cái ánh sáng hắt vào ở hai miếng hắt sáng của mình và nó sẽ làm sáng cái mặt trước của sản phẩm. Thì các bạn nếu mà các bạn thử ở nhà thì theo mình các bạn nên thử với từng miếng, tức là các bạn có thể bỏ ra một miếng và chụp thử, sau đó các bạn thử bỏ vào hai miếng và chụp thử. Dĩ nhiên là cái khoảng cách cũng như cái góc của hai miếng hắt sáng thì nó phụ thuộc vào cái góc chụp của các bạn. Cái góc các bạn chụp thử thì các bạn sẽ tự cân đối nó qua lại lên xuống thế nào đó để cho cái sản phẩm của mình nó đạt được cái ánh sáng và cái độ nét như ý. Bây giờ mình sẽ thực hành thử với để mình kiểm tra thử xem là cái góc đèn và với hai miếng hắt sáng của mình thì đã đạt được cái hiệu quả như ý chưa. Như các bạn thấy là sau khi sử dụng hai cái miếng giấy trắng của mình để mà hắt sáng vào thì cái mặt trước của sản phẩm mình nó đã lên được cái chi tiết sáng rõ ràng hơn. Và trong quá trình chụp thì các bạn lưu ý rằng cái bố trí này của mình có thể sử dụng cho hầu hết các loại sản phẩm với các yêu cầu mà các bạn dùng online. Thì nó phụ thuộc vào độ lớn của sản phẩm, thì cái miếng hắt sáng cũng như cái nguồn sáng của mình nó phải phủ mạnh hơn hoặc là rộng hơn, vân vân. Thì các bạn tùy vào cân chỉnh thế nào đó để mà đạt được cái yêu cầu như ý của mình. Vừa rồi mình đã trình bày với các bạn những bước cơ bản để các bạn có thể sử dụng những nguồn sáng đơn giản và những cái vật dụng đơn giản nhất trong nhà của mình để có thể chụp hình sản phẩm mà các bạn mong muốn một cách dễ dàng.
thì các bạn lưu ý nếu mà các bạn chụp hình sản phẩm thì các bạn nên sử dụng cái tiêu cự của ống kính của mình khoảng từ 70 trở lên để đảm bảo cho cái hình ảnh của mình nó không có bị méo, do cái ống góc rộng nó thường nó sẽ tạo ra cái độ méo nhỏ, đặc biệt là ở các cái chai lọ hoặc là ở các cái hộp thì các bạn càng nên sử dụng cái tiêu cự tele lê của mình. Ngoài ra thì các bạn nên chú trọng với cái độ cao mà các bạn cầm cái máy lên xuống, nó sẽ nên tạo cái cảm giác chính diện của sản phẩm của mình thì người ta sẽ tạo cảm giác thu hút hơn.